Chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Lai dự hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Trong năm 2023, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Lai đã giải quyết hơn 2.000 việc, số việc có điều kiện thi hành là 1.517 việc, chiếm hơn 76%, số chưa có điều kiện là 422 việc, chiếm hơn 21%, số việc chưa có điều kiện chuyển sổ theo dõi riêng là 496 việc. Về tiền, tổng số giải quyết là gần 267 tỷ đồng, đã tổ chức xác minh 76 hồ sơ để làm cơ sở cho việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án và 1.911 hồ sơ phục vụ cho việc phân loại án, ban hành 73 quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, tương ứng số tiền 14 tỷ 43 triệu đồng, tăng 28 việc so với năm 2022, ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 76 vụ việc, tăng 41 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2024, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Lai tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho tập thể chi cục, tăng cường công tác phối hợp tốt với các ban ngành xã thị trấn và cơ quan tư pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, củng cố lại ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, kịp thời tham mưu cho ban chỉ đạo huyện đối với các vụ việc có khó khăn để tìm biện pháp thực hiện tốt.